Thông tin nóng nhất về người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin về quá trình thương lượng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén, người tù thế kỷ khi bị giam oan 15 năm. Có tham dự của đại diện Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh Bình Thuận và đông đảo các cơ quan báo chí. Ông Biện Văn Hoan, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, chủ trì cuộc họp báo. Buổi họp báo không có sự tham gia của ông Huỳnh Văn Nén hoặc đại diện phía ông Nén. Tại buổi họp báo, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông tin lại quá trình ông Nén dính vào vụ án oan tháng 8 năm 2000, ông Huỳnh Văn Nén bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận kết án, xử phạt tù chung thân về 3 tội giết người, cướp tài sản công dân và cố ý hủy hoại tài sản của công dân. Được biết, đây là vụ án sát hại bà Nguyễn Thị Bông ở xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vào năm 1998. Cơ quan tố tụng buộc ông Nén là thủ phạm gây ra vụ án này. Ngoài ra, ông Nén cũng bị buộc trực tiếp hủy hoại tài sản của hai hộ dân ở địa phương. Vào năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao đã hủy một phần bản án trên, trả hồ sơ để điều tra lại. Cuối năm 2015, Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định đình chỉ điều tra về hành vi của ông Nén, không cấu thành tội giết người và tội cướp tài sản. Sau đó, cuối năm 2015, Tòa án Nhân dân Bình Thuận phối hợp cùng với cơ quan chức năng địa phương tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự đối với ông Huỳnh Văn Nén. Ngay sau khi được giải oan, ông Nén và gia đình đã nộp đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng liên quan để đề nghị bồi thường oan sai với tổng số tiền lên đến 18 tỷ đồng. Quá trình này, vì đơn yêu cầu bồi thường thực hiện chưa đúng hình thức, chưa có tài liệu, chứng cứ đính kèm nên đại diện Tòa án Nhân dân có hướng dẫn ông Nén bổ sung thêm. Đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông tin đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan tại các trại giam mà ông Nén đã từng bị giam giữ để xác minh thông tin. Song song đó, Tòa án Nhân dân Bình Thuận còn đưa ông Nén đi giám định tâm thần. Từ tháng 5 năm 2016 đến nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức 6 lần thương lượng bồi thường với gia đình ông Nén, cùng những người được ông Nén đại diện ủy quyền và các luật sư. Ban đầu, ông Nén yêu cầu bồi thường là 18 tỷ đồng, nhưng lần lượt giảm xuống và đến nay yêu cầu bồi thường 10,8 tỷ đồng. Lần thương lượng thứ 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp nhận đề nghị gia đình ông Nén chấp nhận thỏa bồi thường đúng 10 tỷ đồng, nên việc thương lượng bồi thường xem như thành công. Hai bên thống nhất kết quả thương lượng là 10,01 tỷ đồng. Kết quả trên có trị giá pháp lý khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, vị đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết. Câu trả lời, câu hỏi báo chí rằng tại sao lần thứ 7 thương lượng thành công có phải là có do luật sư tham gia không? Ông Biện Văn Hoan trả lời, lần 7 có luật sư phía ông Nén tham dự thương lượng và lần này thành công là do quá trình dài hai bên thương lượng đã hiểu hết về nhau. Ông Hoan lưu ý một số tiền, 10 tỷ đồng lần thứ 7 thành công là kết quả của thương lượng lần 3 bên. Tuy nhiên, kết quả này phải chờ cấp thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị. Phóng viên cũng đặt câu hỏi, trong quá trình thương lượng, giá lúc lên lúc xuống như vậy có đúng quy trình không? Ông Biện Văn Hoan cho rằng lý do có kết quả thương lượng là có sự khác nhau. Thứ nhất là do luật sư trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện tại chưa đầy đủ, trong khi những luật khoản tiền thực tế đặt ra bồi thường cho người bị thiệt hại như thiệt hại về tổn thất tinh thần của người bị kết oan chưa được pháp luật ghi rõ. Đặt vào vụ án này, ông Nén bị tù oan, người thân của ông Nén như bố mẹ, người vợ cũng bị thiệt hại về tinh thần, uy tín, danh dự. Cái đó là thực tế, nhưng pháp luật chưa quy định dẫn đến thương lượng rất khó khăn. Vì chưa có quy định của pháp luật nên tòa án khi vận dụng về vấn đề này phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, không tùy tiện. Thứ hai, bản thân người bị thiệt hại khi yêu cầu bồi thường đưa ra các mức bồi thường khác nhau, lúc thì 18 tỷ, lúc thì 14,9 tỷ, lúc thì 14,3 tỷ. Tất cả các lần thương lượng yêu cầu bồi thường đều đưa ra mức khác nhau. Trong lần buổi thương lượng đưa ra một mức, cuối buổi đưa ra một mức khác. Đã là thương lượng thì các bên phải có quyền dựa trên quy định của pháp luật đưa ra ở mức vừa phù hợp pháp luật, vừa phù hợp với thực tế để xích lại gần nhau. Cuối cùng, hai bên xích lại gần nhau đạt thỏa thuận là mức 10,01 tỷ đồng. Phóng viên đặt câu hỏi. So với vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, vụ ông Nén kéo dài vì sao? Theo đại diện Tòa án Nhân dân Bình Thuận, nguyên nhân của việc kéo dài là do lý do. Thứ nhất, ông Huỳnh Văn Nén là người bị án oan trong cả hai vụ án. Thiệt hại thực tế rõ ràng so với người bị kết án oan khác có điều đặc biệt hơn. Trong khi đó, pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.
Thứ hai, để bảo vệ quyền lợi cho ông mình, ông Huỳnh Văn Nén lại nhờ đến 3 luật sư bảo vệ quyền lợi, ủy quyền cho 2 người làm người đại diện ủy quyền. Do vậy, trong số những người được ông Nén ủy quyền bảo vệ quyền lợi ở rất xa, có người ở tận Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, do vậy rất khó khăn khi mời thương lượng. Thứ ba, trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 4 năm 2016 đến ngày 12 tháng 1 năm 2017, thương lượng có thời gian quyết 1 tháng vì phải giám định về tâm thần, giám định về sức khỏe, xác minh về chứng từ để phục vụ bồi thường. Thứ tư, do nhận thức của một số người bảo vệ quyền lợi cho ông Nén và người đại diện ủy quyền cho ông Nén chưa đúng, đưa ra yêu cầu bồi thường quá cao, có những khoản không có căn cứ. Ví dụ như khoản đòi bồi thường kêu oan, ban đầu đưa ra mức 9,5 tỷ đồng, cho đến những lần bồi thường cuối cùng vẫn đòi 5,6 tỷ đồng, rất thiếu căn cứ và vô lý. Do vậy, quá trình thương lượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận phải giải thích theo pháp luật, luật pháp trách nhiệm bồi thường nhà nước hiện nay chỉ giải quyết bồi thường cho người bị oan chứ không phải cho những người này. Trả lời câu hỏi của cơ quan nào có thẩm quyền quyết định số tiền đền bù này, ông Hoan cho biết cơ quan thẩm định là Tòa án Nhân dân tối cao và kết quả lần 7 chỉ có giá trị nếu cơ quan trên phê duyệt. Khi Tòa án Nhân dân tối cao thẩm định xong, Tòa án Nhân dân Bình Thuận sẽ ra quyết định bồi thường. Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm của cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, vị chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông tin, thẩm phán chủ tọa phiên tử đã bị miễn nhiệm phó chánh tòa hình sự. Đối với thẩm phán thành viên xét xử đã bị ngưng làm nhiệm vụ trong 1 năm, sau 1 năm sẽ xem xét có cho tiếp tục nữa hay không. Riêng đối với tập thể xét xử vụ án giết bà Bông đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, tập thể thẩm phán Tòa án Nhân dân Bình Thuận cũng đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao. Trước khi kết thúc họp báo, ông Biện Văn Hoàn thay mặt Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông qua báo chí gửi lời xin lỗi tới ông Huỳnh Văn Nén và gia đình ông. Ông Hoàn nhắc lại trong quá trình thương lượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã cố gắng khắc phục để giải quyết tốt đẹp nhất việc bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén. Ông Hoàn khẳng định, hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mới chính thức phát ngôn mọi thông tin liên quan đến sự việc trước ngày 17 tháng 1 là thiếu chính xác. Như vậy đến nay, án oan liên quan đến người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén có thể được là khép lại ở đây với việc ông chấp nhận khoản bồi thường là 10,01 tỷ đồng.